Các bạn, hôm nay điện tử lụi sẽ hướng dẫn các bạn xuất file G-code cho máy phay sử dụng mã nguồn Merlin và máy thì dùng của MB CNC. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể coi các link ở dưới video này. Thì việc đầu tiên mình cần là một cái file thiết kế. Ở đây thì mình có một miếng gỗ dùng làm đế lót cho laptop. Thì mình bắt đầu luôn. Bây giờ mình sẽ chuyển từ design mode sang manufacture mode. Thì ở cái mode này, việc đầu tiên các bạn cần làm là tạo cái công cụ, cái mũi phay ở trong tool library. Thì hiện tại mình đã có sẵn một cái mũi cũ, mình setup ở đây. Bây giờ mình sẽ setup một cái mũi mới mà mình mua được ở trên Sen Đỏ. Đây, một cái mũi đường kính 6 mm, độ dài 18, chục kẹp là 6 mm và độ dài của cả nguyên cái mũi phay là 50 mm và có 3 cạnh. Rồi, giờ mình sẽ tạo một cái tool mới là mill tool nè. Rồi, mình điền thông tin vô. Cái này bạn muốn điền gì cũng được, là D6 3 3 cánh 18 mm, 50 mm. Rồi, chọn loại đầu cắt á, thì cái loại đầu này là đầu flat mill. Flat end mill, số cánh là 3. Mấy cái thông tin này mình không có nên thôi mình để yên nguyên. Rồi mình chọn đường kính là 6 mm, độ dài của phần cắt là 18 mm. Chục là 6 mm, độ dài của toàn bộ cái này là 50 mm. Rồi, phần shoulder length thì có cũng được, không có cũng được. Rồi, holder thì holder là cái phần này nè, là hiện tại mình không dùng nên mình để yên nguyên hết tất cả mọi thứ. Ok, rồi nên mình đã có cái mũi phay. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp. Mình sẽ làm tiếp đó là tạo cái môi trường để cắt được cái miếng gỗ này. Thì việc đầu tiên mình cần làm đó là tạo một cái setup. Cái setup này nó sẽ quy định cái hệ trục tọa độ để mình có thể cắt cái miếng gỗ này dễ dàng. Đầu tiên là mình chọn new setup. Thì ở đây mình sẽ chọn setup cho phần milling. Rồi mình sẽ set up tìm trục Z và trục X của miếng cắt cho phù hợp với cái máy phay của mình. Thì trục Z mình sẽ chọn là cạnh này. Và trục X thì mình sẽ chọn là cạnh ngang này. Rồi. Sau khi chọn xong hai trục đó thì mình chọn cái điểm origin là điểm 000 ở trên máy phay của mình đó. Thì mình sẽ chọn điểm nó nằm trên cái model của mình. Ở đây mình chọn điểm nằm ở mặt trên cái model của mình. Rồi, sau khi chọn xong thì bạn sẽ thấy là mấy cái mũi tên của điểm origin này. Thì giờ mình muốn cái trục X đó, thật sự là nó quay qua đây nè. Nó quay qua hướng bên này. Thì mình flip trục X một cái là xong. Rồi, coi như vậy là mình đã có xong cái setup. À, quên, nó còn bắt mình chọn model nữa, mình quên chọn. Model ở đây là cái là nguyên cái miếng gỗ này. Ok. Xong, thế là mình đã có một cái setup tên là setup số 2. Thì trong cái môi trường setup này bây giờ bạn mới có thể bắt đầu tạo mấy cái đường cắt. Thì để cắt cái miếng gỗ này thì rất đơn giản, mình chỉ cần dùng chức năng là 2D 2D contour. Thì cái này nó sẽ cắt được nó cái mũi dao nó sẽ đi vòng vòng và cắt mấy cái đường tròn này và nó sẽ đi vòng luôn để cắt cái cạnh này. Thì ở đây mình để cho dễ thì mình sẽ chia làm hai cái operation, tức là hai cái đường cắt. Thì đường cắt đầu tiên là mình sẽ cắt mấy cái lỗ này, sau đó là mình sẽ
đường cắt thứ hai là mình cắt viền xung quanh để lấy cái chi tiết này ra. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ tạo cái đường cắt mấy cái lỗ bằng cách là chọn 2D contour. Rồi giờ mình chọn tool để thấy cho dễ nè. Tool thì cái là mình vừa tạo á. Này xong mình đã chọn tool thì ở đây là mình có thể set up lại mấy cái thông số đường cắt cho phù hợp với cái máy phay của mình. Thì hiện tại là máy phay mình tự làm thì có thể cắt được là 800 mm một phút. Mấy thông số này thì mình giữ nguyên. Ok. Rồi, sau khi chọn tool xong, mình sẽ chọn qua geometry, tức là chọn cái đường cắt. Thì ở đây là mình muốn cắt mấy cái lỗ tròn ở giữa thì mình sẽ chọn cái contour selection nè. Mình chọn cái đường cắt. Thì ở đây các bạn để ý là nó có mặt trên với mặt dưới. Thì để tạo đường cắt đó, thì các bạn chọn cái vòng ở mặt dưới. Rồi. Rồi các bạn để ý cái hướng mũi tên màu đỏ hiện nay là nó đang chỉ lên. Cái hướng này sẽ quy định cái đường cắt của mình. Rồi. Hiện tại là mình đã chọn xong 6 cái lỗ cần cắt. Rồi mình tiếp qua là height. Thì cái phần height này nó sẽ hướng dẫn các thông số về độ cao liên quan đến lúc cắt. Thì hiện tại là mấy thông số này đối với mình nó là nó đều dùng được hết nên phần này mình không cần phải chỉnh gì thêm. Cái tiếp mình chỉnh là passes, tức là chỉnh cái số lần cắt. Bình thường thì nếu mà bạn không chỉnh cái bạn để nguyên á thì nó sẽ nhấn cái mũi dao xuống và nó cắt một lần một luôn. Nhưng mà máy phay của mình thì yếu không có cắt hết được nên mình sẽ phải cắt đi nhiều lần để cắt được mấy cái hình này. Thì để cắt nhiều lần đó mình chọn là multiple depth, tức là chia cái lần cắt ra nhiều lần. Thì ở đây là mình chọn cho máy mình nó là 3 mm, mọi thông số khác giữ nguyên. Rồi mình thêm phần smoothing để cái file G-code được tạo ra nó mượt hơn và cho cái bề mặt lúc hoàn thiện nó đẹp hơn xíu. Rồi xong, qua phần cuối cùng là linking. Linking là nó sẽ quy định mấy cái đường cắt này được nối với nhau như thế nào. Thì mình hay chọn đó là keep tool down, có nghĩa là sau khi nó thực hiện xong một đường cắt đó, thay vì nó trở về vị trí ban đầu đó, nó sẽ giữ nguyên cái vị trí của cái mũi phay và tiếp tục thực hiện cái đường cắt tiếp theo. Và cái thứ hai mình hay dùng đó là cái entry positions. Cái này có nghĩa là mình sẽ chọn cái điểm cắt. À, cái điểm đi về của cái mũi phay thì cái này là tùy mấy bạn thôi. Mấy mấy bạn khi mà đụng vô cái này nhiều quá thì sẽ biết là mình cần chỉnh cái gì cho phù hợp với cái bản cắt của mình. Thì hiện tại là mình muốn cái đường cắt đó, nó bắt đầu ngay đây, ngay điểm này. Rồi hiện tại là xong hết rồi đó, giờ mình nhấn ok thử ha. Thì sau khi mình setup đường cắt, mình nhấn ok xong á thì cái đường cắt nó sẽ được tạo ra là mấy cái đường màu xanh dương này nè. Thì Fusion hay một cái là nó sẽ cho bạn simulate để coi là cái đường cắt có đúng với cái ý mình không. Đây. Đây, như là bạn thấy á, cái miếng gỗ này nó dày 8 mm nên là cái máy phay nó sẽ phải đi 3 vòng để cắt được cái lỗ này. Rồi, vậy thôi. Rồi xong sau đó nó chạy đến điểm kế tiếp và nó cắt. Rất là đơn giản. Một cái lưu ý nhỏ ở đây á, là khi mà bạn thấy simulate cái đường cắt của mình mà bạn không giữ ý, bạn edit lại á, thì khi mà edit xong á, là cái đường này nó sẽ được generate lại, nó sẽ được tạo lại. Thì có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn coi về cái mũi tên á, thì hồi nãy là khi mà mũi tên hướng lên á, thì các bạn thấy cái đường cắt nó sẽ nằm ở phía trong của cái bạc. Còn nếu mà cái mũi tên này mà úp xuống á, thì cái đường cắt đó, nó sẽ nằm ở trong cái bạc luôn. Thì các bạn để ý cái hướng mũi tên chút xíu và coi cái đường mô phỏng để cắt cho chính xác. Như này là cái nếu mà mình simulate á, thì cái mũi đó, nó sẽ phạm vô phần gỗ mà mình không muốn. Bây giờ là mình sẽ setup lại.
cái chỗ đường cắt đó, mình chọn mũi tên là đi lên giống như mấy cái còn lại. Đây. Phần simulate hay một cái nữa là các bạn có thể chỉnh là coi cái miếng stock, tức là cái miếng phôi mà các bạn bỏ vô máy á. Đây. Để mình simulate ha, simulate có miếng phôi bỏ vô máy. Rồi, chạy thử. Thì giờ các bạn sẽ thấy rõ hơn là nó sẽ cắt như thế nào ở trên cái miếng phôi. Rồi, ok. Rồi sau khi mình đã có cái đường cắt đầu tiên đó là cắt 6 cái lỗ này, là đây nguyên một cái này thì gọi là một operation nè. Giờ mình sẽ làm một cái operation thứ hai để cắt nguyên cái miếng gỗ này ra khỏi cái miếng phôi bự của mình. Miếng phôi bự của mình nó sẽ là một cái miếng gỗ kích thước rất là lớn, mình đặt ở trên bàn máy phay. Rồi mình cũng chọn 2D control luôn. Và mình setup cái mình đầu tiên là mình chọn cái tool. Rồi mình cũng chọn geometry là cái nguyên cái đường bao quanh cái bạc của mình. Nhiều khi chọn nó cũng hơi khó. Đây, chọn được rồi nè. Rồi, vậy thôi. Xong rồi mình sẽ muốn là khi mà cái bạc này được cắt ra thì nếu mà mình để như vậy, bình thường như vậy nè, thì nó sẽ văng ra ngoài khỏi miếng phôi luôn, bởi vì không có gì giữ nó lại. Nên cái mà mình hay dùng đó là mình chọn chức năng Tabs, tức là tạo thêm những cái đường gỗ nhỏ 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 giữ cái bạc của bạn với cái phôi, rồi bạn có thể dùng kềm hay cái gì đó cắt nó ra rất là dễ dàng. Thì ở đây mình setup đơn giản thôi, là cái độ rộng của cái tab đó là 10 và chiều cao của cái tab đó là 1,5 mm ha. Rồi tiếp tục là height mình để nguyên, basis mình cũng chọn là multiple depth 3 mm với lại có smoothing. Rồi này mình cũng keep tool down luôn. Rồi entry position của mình là cái chỗ này. Ok. Xong. Giờ generate. Mình simulate thử ha. Cái setup của mình nó bị lỗi là nó báo là có một cái vài điểm nó không có cắt được. Thì các bạn có thể sửa cái đường cắt lại và chỉnh một số setting để chạy. Còn hiện tại với nhu cầu của mình thì mình để cho nó lỗi luôn cũng được. Đó. Rồi. Thì với hai cái đường cắt này á, thì mình sẽ cắt xong cái bạc. Mình có thể simulate cùng lúc hai cái luôn. Đây. Đầu tiên là khoan lỗ, sau đó là cắt xung quanh đó để ra được cái bạc mong muốn của mình, rất là đơn giản. Rồi xong, đến đây là bạn đã có thể làm cái bước kế tiếp đó, là xuất cái file G-code. Thì để xuất file G-code đó, bạn chọn operation mà mình muốn, thì ở đây mình xuất cùng lúc hai operation ra một file G-code luôn. Rồi mình tức là mình chọn nhấn chuột trái, chọn rồi nhấn shift giữ chọn hai cái nè, rồi mình chọn boss process. Thì boss process này á, có nghĩa là sau khi xuất file G-code á, cái file G-code của bạn nó sẽ được sửa một xíu với lại cái để phù hợp với cái thông số của máy phay. Thì hiện tại á, là mình đang xài máy xài mã nguồn Merlin và cái thiết kế của MB CNC. Thì ở trên mạng á, họ có một cái file boss process này sẵn, thì mình có thể vô cái link này để mình tải cái file boss process về. Rồi về phần setting á, thì các bạn chịu khó đọc ha, thì hoặc là setting giống như mình. Rồi như vậy là xong, mình bấm boss process. Rồi mình đặt tên thôi, mình đặt tên ví dụ là đế đế laptop miếng một gì đó. Xong sau khi mà mình xuất file thì nó sẽ ra được cái file G-code như thế này.
thì bạn muốn coi file G-code có đúng hay không đó, thì có thể vô một số cái phần mềm đọc file G-code và điều khiển máy phay. Thì ở đây mình hay dùng là CNCJS. Ồ, máy này không có cài. Ok. Thì đại loại là tới đây là các bạn có thể bỏ cái file để laptop miếng 1 này vô trong mấy cái phần mềm CNC là cắt được rồi. Ở đây mình dùng CNCJS nè. Đây. Phần mềm này. Khi mà upload cái file G-code lên đó, thì nó sẽ ra cái hình cắt, thì các bạn có thể tham khảo ở đây là cái file cắt mình có tạo đúng không. Rồi, vậy là xong. Rồi tiếp theo mình sẽ cho các bạn coi phần cắt thiệt ở trên máy của mình. Hãy subscribe.